Hello, mình xin chào tất cả anh em nha, mình xin chào tất cả mọi người nha. Sáng ra thì ngày hôm nay mình dậy phơi chim xong rồi mang chim bổi đi giặt cà phê. Uống cà phê xong thì về thì cũng lu bu khá là nhiều công việc chim cò ở nhà mọi người, tại vì mình cũng khá là nhiều chim. Nội mà cho ăn nè, cho uống nè, kiểm tra thức ăn nước uống rồi hết một buổi sáng mọi người. Thì bây giờ này trưa, 12 giờ trưa rồi mình mới rảnh để mà làm video, với lại là mình xem thử là ngày hôm nay mình làm cái gì đó, mình kiểm tra bình luận, mình xem bình luận anh em nào hỏi cái gì mình kiểm tra, hết xong mình coi thử ngày hôm nay mình nên làm cái video gì đó. Xong thì tới bây giờ này là 12 giờ trưa nè đó, thì mình mới gọi là xong hết những tất cả những công việc chim cò buổi sáng đó. Thì bây giờ mình bắt đầu rảnh mới làm một cái video video đó. Nói chung mình đang cố mình sửa, nghe video video nó hơi kỳ kỳ mọi người, mình cố sửa thành video đó. Thì ngày hôm nay mình làm một cái video nha, làm một cái video nói về cái vấn đề là những cái dấu hiệu để mà nhận biết cái con chim chào mào nó sắp thay lông đó. Thì khá là nhiều anh em hỏi mình luôn, tại vì mình kiểm tra bình luận á, mình xem bình luận của tất cả anh em, mình coi thử cái câu hỏi nào mà nhiều người hỏi đó, thì mình sẽ làm những cái vấn đề đó. Thì trước khi mình nói để mà cái dấu hiệu nhận biết con chim nó thay lông á, thì mình phải nói sơ để một để anh em mọi người hiểu nha. Tại vì á, chim thay lông á, chim 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 chào mào ở ngoài tự nhiên á, nó thay lông là nó rơi vào mùa mưa. Mùa mưa là con chim nó thay lông, và sau khi hết mùa mưa là nó thay lông xong. Nó giống như bây giờ nè, bây giờ là hiện tại Gia Lai mình là mới vừa hết mùa mưa nè, đó là nó sẽ thay lông xong. Thay lông xong thì nó bước vào cái mùa sinh sản đó. Thì tại sao chim nó thay lông vào mùa mưa thì mình nói sơ sơ một xíu nha, nó hơi dài dài một xíu, nhưng mà mình nói để anh em mọi người hiểu. Tại vì khi con chim ở ngoài tự nhiên á, nó sống nhờ cái nguồn thức ăn tự nhiên, tức là dế cào cào nè, và những cái loại trái cây đó, ví dụ như trái cây ở ngoài tự nhiên. Mùa mưa thì nó mưa sau sau cái mùa hạn, thì nó tới cái mùa mưa thì nó mưa xuống, thì xuống nước nó xuống thì cây nó lên xanh tươi tốt, và những cái trứng cào cào á, trứng cào cào châu chấu á, nó đẻ bên dưới đất á, nó khi nó có cái độ ẩm á, thì nó sẽ nở ra cào cào, nó nở ra cào cào thì cây cỏ mưa xuống thì cây cỏ nó xanh, nó tươi tốt. Thì lúc đó cái nguồn thức ăn nó rất là nhiều. Mà khi cái nguồn thức ăn nó nhiều á, nó dồi dào, cộng với lại là cái độ ẩm, trời mưa thì nó có cái độ ẩm, thì con chim nó sẽ thay lông đó. Nó rụng lông, độ ẩm nó rụng lông và nó ăn côn trùng trái cây đó, dinh dưỡng nó nhiều thì nó sẽ bung ra một bộ lông. Chứ còn ví dụ như chim mà nó thay lông mùa nắng á, thì nó ăn cái gì? Nó thay lông rồi nó mùa nắng thức ăn nó đã khan hiếm rồi, nó phải bay đi kiếm ăn, hàng ngày nó phải bay đi kiếm ăn, mà nó rụng lông xuống làm sao nó bay đi kiếm ăn được đó. Còn mùa mưa thì gọi là thức ăn nó bao la bạt ngàn, cho nên khi con chim nó ăn đầy đủ và cộng với nó có cái độ ẩm thì nó sẽ thay lông đó. Còn khi cái con chim đó, là mình đang nói về cái con chim ngoài tự nhiên, còn bây giờ cái con chim ở trong lòng, con chim trong lòng nó khác. Tại vì con chim ở ngoài tự nhiên nó phụ thuộc cái nguồn thức ăn ở ngoài tự nhiên, còn con chim ở trong lòng là nó phụ thuộc cái nguồn thức ăn của mình đó. Mà nhiều khi mình chăm sóc nó bị trái ngược với lại tự nhiên, thì thành ra nó có những con chim chào mào nó thay lông trái mùa, ví dụ như đúng ra mùa mưa nó thay lông á thì nó không thay, mà nó lại đi thay lông mùa nắng đó, gọi là thay lông trái mùa. Thì những cái dấu hiệu mà mình nhận biết cái con chim thay lông á, thứ nhất, nếu mà mình chăm đúng thì nó sẽ rơi vào mùa mưa, và mùa mưa con chim nó sẽ thay lông khi nó có độ ẩm, thì con chim nó sẽ thay lông. Hoặc là anh em mọi người xem cái lông con chim nó bã, thứ nhất là lông con chim nó bã nè, rồi ví dụ như mình tủ áo lông sáng ngày hôm sau mình dở ra mình thấy nó rớt vài cọng lông, thì nó cũng là những cái dấu hiệu để mà con chim chào mào nó thay lông. Tại vì chim chào mào nó ở ngoài tự nhiên nó thay lông đúng mùa, nó thay lông đúng chu kỳ, mọi thứ nó đúng cái trật tự. Còn khi vào lòng á, mỗi người chăm sóc mỗi kiểu đó. Ví dụ như mùa nắng thì công việc nhiều quá thì bận rộn đó, mình bận rộn thì mình chỉ có cho ăn cho uống rồi mang tủ cắt đó, mang tủ cắt mà đợi những cái nơi nào nó tối hoặc là nó có độ ẩm
thì con chim nó bị lầm tưởng, nó lầm tưởng nó là nó đã, mùa mưa đã đến đó, thì theo cái bản năng nó sẽ xuống lông đó, nó là như vậy, nó là xuống lông vì nó bị trái mùa, nó trật mùa. Hoặc là khi mình ví dụ như mình đồ ăn nước uống, ví dụ trái cây đồ, mình nhà mình cái thời điểm đó nó có khá là nhiều đó, khá là nhiều trái cây rồi những cái đồ ăn đồ này nọ mình cho chim nó ăn, mà công việc mình thì khá là bận rộn, mình chỉ có cho ăn vô, bỏ đầy đồ ăn vô tủ lại mang đi cất, thì con chim nó ăn uống nó đủ chất và nó được ở cái nơi yên tĩnh hay là có độ ẩm á, thì nó sẽ bị lầm tưởng nó là mùa mưa, nó cũng sẽ thay lông đó. Cho nên nếu mà nói về cái vấn đề mà cái dấu hiệu nhận biết chim chà mào thay lông á, thì phải nói nó rất là lằng nhằng luôn, tại vì mỗi người chăm mỗi kiểu, mình có cái cách chăm của mình, mà anh em mọi người đều có cái cách chăm của anh em mọi người, mình có cái công việc của mình, có cái thời gian rảnh của mình đó, nó khác. Còn anh em mọi người mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi cái thời gian rảnh đó, thành ra cái cách chăm chim của mỗi người nó không ai giống ai hết, nó bị trật, thành ra con chim nó sẽ thay lông, nó sẽ rất là, phải nói là không thể nào mà nói được cho nó chính xác. Tức là như vậy, khi một cái con chim mà lông lá nó đang mướt mát, lông lá nó đang mướt mát, cái mình cho nó ăn uống đầy đủ, mình đem đi bỏ trong nhà vệ sinh, nhiều khi nó cũng rất lông đó. Hoặc là ví dụ như mình đang nuôi cám này, mình đổi cám, nó sóc cám, nó cũng rất lông đó. Rồi có những cái con chim hả, lông nó bã là nó đang xuống bộ lông, nó lông cũ nó bã hết, thì mình cho ăn đầy đủ rồi mình treo ở những cái nơi yên tĩnh, nó cũng thay lông. Hoặc là mình nói chung để mà con chim chà mào mà nói cái dấu hiệu nhận biết nó thay lông thì nó cực kỳ lằng nhằng. Con chim nó bã lông nó cũng có thể thay bất kỳ lúc nào, mà cái con chim lông nó mướt nó cũng có thể thay lông bất kỳ lúc nào. Tại vì do cái cách mỗi cái người chủ mà chăm con chim á, nó làm xáo trộn nó làm xáo trộn, cho nên là cái con chim nó sẽ thay lông rất là khó nói luôn. Nếu mà bây giờ mình chia sẻ như thế nào nó cũng sai hết. Ví dụ mình chia sẻ là anh em mọi người thấy con chim nó bã lông là dấu hiệu nó sắp thay lông, nhưng mà nó đúng với người này, nhưng người kia nó tào lao, con chim tôi nó mới thay lông xong mà sao nó cũng bã lông đó. Hay là mình nói con chim nó bã lông thì nó sẽ thay lông, thì có nhiều người người ta sẽ cảm thấy đúng đó, con chim nó bã lông là nó chuẩn bị thay lông. Nhưng có nhiều người người ta nói trời ơi con chim của tôi nó mướt rượt, cái tự nhiên nó cũng thay lông đó. Cho nên cái câu hỏi này phải nói là mình trả lời như thế nào nó cũng sẽ có đúng và có sai. Cho nên đó là do gần như là do cái người chủ của mỗi con chim chăm sóc nó, thay đổi cám hoặc là thay đổi nó làm trái ngược với cái so với cái nó sống cái lối sống ngoài tự nhiên. Tại ngoài tự nhiên nó sống theo mùa, khi mà mùa mưa xuống cây cỏ nó mọc lên cào cào nó rất là nhiều, cào cào cháu cháu rất là nhiều, trái cây rất là nhiều, thì con chim nó ăn uống đầy đủ, cộng với mưa xuống độ ẩm nó có, chim nó sẽ thay lông đó. Và sau khi nó thay lông mướt xong, nó ăn uống đầy đủ, nó sung ra một bộ lông mới, nó sung bắt đầu là nó có lửa, bắt đầu là nó bắt cặp, nó ghép đôi, nó đẻ. Tại vì thức ăn nhiều thì nó đẻ ra con nó mới có thức ăn nữa mà con nó ăn đó, nó kiểu là như vậy. Thì khi mà mình nuôi trong lòng á, thì mỗi người nuôi mỗi kiểu, thành ra nếu mà nói cái dấu hiệu mà nhận biết có con chim chà mào thay lông thì cái đó là do mỗi người chủ chăm. Ví dụ như con chim nó muốn thay lông mà anh cứ lột hết áo lông rồi anh treo trước nhà, anh cho nó ăn uống nó thiếu thốn, nó không đủ chất dinh dưỡng, làm sao nó thay được, nó rụng lông rồi nó lấy cái gì mà nó dinh dưỡng đâu mà nó mọc ra được cái bộ lông mới, cho nên nó không thay được. Hoặc là con chim nó thay lông mà đem treo ra ngoài gió, ngoài mái hiên gió ào ào ào, nó rụng lông, nó trúng gió nó chết làm sao. Cho nên theo bản năng nó không chịu rụng lông. Chứ còn mình đem vô cái nơi yên tĩnh, nhà vệ sinh đó, nó vừa có độ ẩm nè, mang vào nhà vệ sinh nó có độ ẩm, hơi nước á, mình làm cái độ cái móc cái gì đó mình treo trong nhà vệ sinh á, thứ nhất là nó có độ ẩm, nó có hơi nước, thứ hai là nó yên tĩnh đó, cái thứ ba là thức ăn mình dứt vô, cào cào châu chấu đu đủ những trái cây mát đẩy vô, thì mình ủ đó là con nào nó muốn thay là nó sẽ thay ngay đó. Còn ví dụ như có nhiều con nó khó thay lông thì có thể như cái video trước mình cũng có nói, nó khó thay lông
mình đem qua nhà bạn bè anh em mình gửi, đem vô nhà vệ sinh mình treo, mình gửi, mình chăm sóc, đổi nhà thì con chim nó lạ nhà nó cũng sẽ thay lông đó. Chứ còn mà bây giờ nếu mà nói dấu hiệu để mà nhận biết con chim thay lông thì cái đó là do mỗi người chủ, mỗi cách chăm, cho nên mình không thể nào nói cái dấu hiệu mà chính xác để mà nhận biết con chim nó thay lông đó. Cái video này mình không biết nãy giờ mình nói các anh em mọi người nào nhiều khi có hiểu hay không, mình thấy mình cũng hơi bắt đầu rối rối rồi đó. Nhưng mà có thể anh em mọi người nghe xem kỹ một xíu thì sẽ hiểu cái vấn đề ở đây là nó do mỗi cái người chủ chăm nó làm xáo trộn đi cái nó trật với cái quy luật tự nhiên ở ngoài tự nhiên, cho nên con chim nó sẽ thay lông không có một cái nguyên tắc nào hết, nó thay lông là do người chủ. Ăn con nè. Thôi bye bye mọi người, hôm nay mình làm video tới đây thôi. Anh em mọi người còn những cái vấn đề nào nữa thì cứ để lại bình luận, mình sẽ cố gắng mình tìm hiểu và mình giải đáp những cái thắc mắc của anh em. Bye bye mọi người.